Hello, chào mọi người. Hôm nay mình đi shopping ở chỗ furniture IKEA. Cái chỗ này là một cái furniture shopping lớn nhất ở nước Mỹ mà nó xuất xứ từ Đức. Bây giờ mình đã gửi xe ở cái parking lot. Mình đậu ở parking tầng mấy thì mình mới nhớ nha. Cái này để coi, này là parking tầng thứ nhất. Này ngày thường là mình vắng. That splattered. Pack it. New warm price for the bed. Đi lên lầu. Tầng 1 nó có buồn quá chắc phải đi ăn. Chắc phải đi ăn thôi. Cục này là nhà hàng ăn uống. Nhà hàng này là self service nha. Mình sẽ đi mua đồ ăn, tiền ra ngoài để cashier mình chọn đồ ăn. Ở đây mình sẽ lấy cái tray nha. Salad thì lại chicken, cái loại salad. Còn lại có some. Rồi mình mới ăn no nên đầy bụng rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi vào xem cái IKEA furniture lớn nhất nước Mỹ ở trong này nó có gì nha. Thôi.
cái phòng trang trí rất là đẹp. Nó cần từng phòng nha, phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc. Đây là một cái phòng khách. Cái đồ của IKEA thì nó thiết kế rất là trẻ trung và hiện đại, modern ha. Đây là cái phòng khách hiện đại. Ở đây mình có một cái phòng khách khác. Nếu các bạn không có cái idea riêng thì mình có thể copy lại những cái mà nó làm sẵn đây. Những cái mà nó có sẵn đây có giá hết nha. Từ bức tranh cho tới giường cho tới tất cả trong cái phòng này mình đều mua được hết. Mua về mình đo kích thước nhà xong rồi mua thôi. Nhà tắm, tắm đứng, quần cầu. Rất là đẹp, đơn giản. Mà toàn là đồ lắp ráp thôi. Mình mua thì mình sẽ nhìn vô cái code ở đây nè. Rồi mình xuống dưới kho mình lấy. Mình đến stock, kho mình lấy. Nó có cái bin number với lại cái số mặt hàng. Nhà bếp rất là dễ thương. Rồi tham quan tiếp một cái nhà bếp với phòng khách. Bếp này có cái ống khói chính giữa đang ăn. Đồ hiện đại toàn bằng gỗ thôi. Một cái phòng khách nhỏ gọn, cái này nó hợp với lại cái nhà chung cư apartment. Mình có thể tìm mua tất cả các vật dụng mà nó trang trí đây, chẳng hạn như cái ly này cũng mua được nữa, nó có giá nè. Rồi cái sofa, tất cả mình đều mua được ở đây. Rồi quay qua cái bếp. Bếp thì bên đây có cái bàn ăn, nối với bếp. Đây là một cái show. Phòng này là vậy. Một phòng khách khác, một phòng khách và nhà bếp khác. Nhìn như vậy, như một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem là người ta đóng trong một cái box, một cái hộp ở dưới kho đó. Khi mình lấy một cái vật dụng nào thì mình chuyển ra xe và về nhà mình tự lắp ráp. Nó có cái hướng dẫn để mà mình lắp ráp ở nhà. Còn nếu các bạn mà muốn delivery thì cũng có thôi, nhưng mà nó sẽ tính theo từng xe một. Đa số những cái đồ nhỏ nhỏ thì mình có thể chở được, nhưng mà có những cái đồ lớn quá thì mình phải đi bằng xe truck, xe sedan, 4 chỗ thì không chở được.
Mình đang đi xem ở cái chỗ này là Slipper Sofa, là cái giường, cái sofa mà bật ra ngủ được, giống như bật ra thành cái giường nè. Đó là sofa như thế này, mình bật ra thành cái giường như vậy để cho những nhà có diện tích nhỏ. Đúng đường không ta? Đúng rồi. Ở đây nó rất là rộng cho nên mình đi phải đi đúng đường. Nhìn dưới chân mà có mũi tên thì đi theo. Giống như mấy chỗ này nó đang đóng lại, nó đang làm gì không biết. Đó, mình cứ đi theo cái mũi tên này. Nên thôi là không đường ra. Shopping này rất là lớn, nếu các bạn có thể mất đến một ngày mà đi cũng chưa hết cái shopping này nha. Nó nằm ngay downtown Atlanta. Thì mình đang tới đâu đây? Cái này nhà bếp concert, chicken concert. Mình đang đi đến khu vực của nhà bếp nha. Cái ý tưởng của nhà bếp Chicken Concept này. Từ nhà bếp cực kỳ rộng tới nhà bếp nhỏ. Giống như nhà bếp nhỏ này, người ta vẫn thiết kế đầy đủ cái tính năng của nó. Tủ lạnh cũng giấu vào cái góc tường như thế này. Cái bếp này rất là gọn nha, dành cho mấy căn hộ nhỏ thẳng. Còn cái nhà bếp khác. Bếp này rộng ghê ha. Bàn bên đây và một bàn xuống kia. Kế rất là nhí nhảnh trên dáng tường. Kitchen appliances, bán cũng đủ đồ giống như ở Best Buy hay là Home Depot, những cái đồ điện tử khác. Nhìn theo mũi tên, mình cứ đi nhìn theo mũi tên để mình không miss những cái mặt hàng của nó. Giờ mình qua cái khu vực này gọi là dining, là cái chỗ ăn, bếp ăn. Ồ, đây có một cái phòng nhà bếp với lại phòng ăn rất là đẹp.
dining and kitchen area. Cái này đã bố trí nhé. Cái bếp nấu ở chính giữa hay cái island này. Xong rồi cái sink ở bên đây. Các bạn có thể tìm tất cả mọi thứ về furniture, về trang trí trong nhà đều có ở IKEA này. Ghế này ngồi sân. Giờ qua tới phần office. Đây các mẫu mà ra giường.
se mange la main. Hein? Tem que fazer isso lá. Thank you.
giường của em bé. Pretty. Như cái giường này rất là dễ thương đúng không? Có chân cho em bé chơi ở dưới nè, hoặc là ngồi dưới nè. Cái giường này chỉ có giá là 179 đồng các bạn. Rất là cute ha. Một kiểu giường khác dành cho em bé. Bé này dưới 5 tuổi thôi. Ok, bây giờ mình đi xuống tầng hầm. Đây là tầng trệt, ở dưới tầng hầm là có một cái khu bán đồ về bếp, nút và các thứ. Ở đây các bạn cũng có thể order online. Ta ship về nhà cho mình. Xe. Chín. Giá cả để rất là rõ ràng. Tha hồ mà chọn lựa nha. Cái này là tất cả các cái này. Nhà bếp mà chúng ta có thể tìm thấy ở đây. Bò.
169 đồng, 169 đồng miếng da bò. Này lông thiệt nha, bò này bự bự dữ vậy. Đẹp, à, con trâu đẹp. Có những cái nhìn rất là đẹp nhưng mà mua về không biết để đâu, cho nên thôi vậy. Home organization, cái hộp, cái box để mà sắp xếp cho mình. Thật sự là vừa lái trình đèn. Thì khu vực cây hoa này là kết thúc cái đoạn cuối cùng một cái shop rồi. Thì mình sẽ đi ra cái warehouse. Nãy giờ nếu mình chọn được những cái furniture trong đó thì mình sẽ đánh dấu cái số bin với lại số aisles, cái dãy nào với là cái chỗ nào đựng đồ để mình đến đó mình pick up cái đồ mà mình muốn mua. Bây giờ các bạn theo mình đi ra warehouse nha. Đây là warehouse. Mình sẽ pick up những cái đồ mình muốn mua ở warehouse này xong rồi mình mới ra check out. Nó sẽ để theo những cái kệ như vậy nè. Rồi giống như mình, ví dụ trong đó nó ghi là aisle số 1, bin 4-6. Rồi mình nhìn cái giá với lại cái tên hàng, cái code này nè. Rồi mình xuống mình pick up, người ta sẽ đóng sẵn trong những cái hộp những gói như vậy.
Nguyên một cái kệ lớn nhưng mà người ta đóng vuông như vậy để mình dễ vận chuyển á. Rất là dễ vận chuyển. Các thứ đều đóng gói trong hộp hết. Rồi mình tự pick up xong mình tự ra ngoài. Thì cái này nó cũng như là self-service furnitures. Cái kiểu là mình tự phục vụ giống như món ăn mà mình tự món ăn tự phục vụ vậy đó. Đi ngày thường cho nên quay rất là dễ dàng. Còn ví dụ như đi cuối tuần thì người ta đi shopping rất là đông. Hôm nay mình đi ngày thường á. Để quay rõ cho mọi người cũng xem. Họ sang nó hai bên á. Và nó có hai cái dãy. Nó có cái aisle số 3, 5, 7 lẻ bên đây. Còn những cái aisle 2, 4, 6 người ta làm rất là khoa học nha. Hai bên, bên tay phải mình là aisle chẵn 2, 4, 6, 8, 10 tới 32. Bên trái là aisle lẻ 3, 5, 7, 9 đến cuối cùng là 29. Rồi khi mà mình vô cái aisle rồi á thì mình sẽ chọn cái bin. Cái bin là những cái cabin đó là cái chỗ nào nằm ở chỗ này. Coi mình đây vẫn cố gắng trang trí và quảng cáo thêm những cái mặt hàng thế này. Rất là rộng. Đó là cái cách mà mình pick up cái đồ mà mình chọn. Đây là chỗ return and exchange, là mình có thể trả đồ lại hoặc là mình đổi đồ lại. Thì khi mà return and exchange thì mình sẽ đến đây, mình nhấn nút return without receipt. Có hai cách là cái service mình chọn là trả lại mà không receipt, cái đó là ship bằng cái khác. Các bạn này trả lại người ta cũng muốn những lúc mình chọn, còn receipt thì mất receipt. Xong rồi mình chờ cho người cái khao lên tay gọi cái số rồi mình đến đó mình trả. Nhân viên đây rất là sự dễ thương. Cái cô này khi người ta lấy cái số mà cái đó hiện lên cái số là 582 thì người ta sẽ đưa đồ này ra cả. Nhân viên đây rất là nice. Đi trả xong rồi thì mình, nếu mình hài lòng với dịch vụ thì mình sẽ cho cái mặt cười hay là thích hay không thích. Khi các bạn xuống mặt kênh lot rồi thì cái chỗ mà mình return, cái card return đó mình sẽ trả xe để hàng lại ở đây. Và mình tìm đúng cái level của mình, nó có tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 gì đó. Thì mình sẽ về đúng vị trí để tìm. Mà không nhớ thì tìm cũng mệt lắm nha. Mình đã từng bị coi như là mất 30 phút để mà đi tìm chỗ đậu xe của mình. Đây là cái bảng hướng dẫn mà để lấy hàng IKEA. Sau khi các bạn shopping xong ở đây thì các bạn sẽ đọc cái tag. Cái tag này nói với mình rất là nhiều thứ trong đó nè. Nó có là mình phải đọc hai bên cái size, mà cái tag này nó gắn vô cái đồ mình chọn ở trên cái chỗ mà display á, chỗ mà showroom á. Thì cái tag này nó sẽ có những chi tiết như là cái size, kích cỡ, màu sắc, rồi cách bảo quản. Trong đây nó sẽ có một cái là aisles, một cái là bin bên phải. Aisles là cái dãy, còn cái bin là những cái hộp á. Cái này self service area, có những đồ mình có thể pick up liền, có những cái mình phải xuống đây mình lựa đúng với cái aisle với cái bin thì phải nó hiện ra cái this article, là cái bảng mặt hàng của mình á, mình chọn bỏ lên xe để mình check out thôi. Hey, vậy là mọi người vừa cùng mình tham quan xung quanh cái khu mà IKEA rồi. Cái chỗ này có thể nói là một trong những cái cửa hàng mà nội thất lớn nhất nước Mỹ. Mà hàng nội thất ở đây là hàng lắp ráp. Nếu các bạn muốn có những đồ mà mình sử dụng giá rẻ vừa phải và mình hay di chuyển, mình chưa có xác định nằm ở lâu dài nơi nào đó,
thì mình có thể mua đồ ở đây về lắp ráp, để cái thời gian sử dụng thì nó cũng vừa bằng những cái số tiền mình bỏ ra, mà đồ cũng rất là bền, mình xài những món đồ cũng cả chục năm rồi, 10 năm rồi mà nó không hề hư, tại vì cái độ gỗ ở đây nhẹ nhưng mà nó rất là chất lượng. Các bạn nào mới mua nhà hoặc là mới mua vào qua những cái chỗ nào ở những cái phòng cho thuê, không mua đồ IKEA rất là chất lượng, nó có xuất xứ từ Đức, công ty nó cũng như của Đức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại những video kế tiếp. Chào tạm biệt, bye bye.